Muốn thành công, bạn phải có khả năng chịu đựng sự cô đơn. Mà bản chất không có ai cô đơn đâu. Họ không thấy cô đơn, có bạn thấy họ cô đơn thôi. Đó là khả năng tập trung. Và khi tập trung thì họ không thấy gì hết xung quanh. Họ chỉ thấy công việc của họ. Và còn tôi nói với anh, vừa đi làm kinh doanh, vừa đi kiếm tiền, vừa lại trở thành nhà khoa học, vừa trở thành vĩ nhân, thì làm gì nó xảy ra cái cuộc sống lý tưởng như vậy. Trừ ở Việt Nam những cái năm mà 2005 cho đến 2015 thì tôi gọi là chạm đâu cũng là tiền. Thì anh có thể đi uống rượu, anh vẫn sinh ra tiền. Thậm chí mấy ông cò đất có thể ngồi uống cà phê sáng đến chiều là làm được lít rồi, 100 triệu được. Thì ngày đấy nó quá dễ, nhưng bây giờ thì nó không có như thế nữa đâu. Bây giờ bắt đầu nó quay về đúng kinh tế thị trường, phải có trí tuệ thật sự.